đi chị nhỉ. Lại đây mình nhớ lại chị nhỉ. Để mình dù để mang làm hay là đi chơi picnic tiện, nguồn này mùa đông đấy rồi thì cầm mình này đi, cầm giữ nhạc đi để ủ ấm. Gọn nhẹ. Dùng nước để đựng nước nóng khi mang đi làm rất là tiện. Mình thì hay dùng bình này để mình pha táo đỏ mang đi. Mùa này nó hanh khô mình hay pha nước trà táo đỏ này uống. Trên thị trường rất là nhiều màu xanh đỏ và màu đen, rất là nhiều loại cũng rất là nhiều hãng. Chào các bạn, hello, xin chào các bạn nha, bye bye.